Xin chào bà con, hôm nay tôi xin giới thiệu cách làm chuồng hợp lý nhất, tiết kiệm nhất. Sau đây là các số đo của chuồng: chiều ngang, chiều rộng, chiều cao, đế chuồng. Xây hai bên gạch để tiết kiệm chi phí chuồng trại. Vì sao bà con thấy lưới sát rồi tôi lại phải thêm gạch đá hoa? Sau khi dọn rửa bên trên, bà con có thể xịt nước, quét dọn bên dưới để nước thải chảy đi rất là sạch sẽ. Dựa vào tập tính của con giòn, bà con nên xây hang để chúng chui ra chui vào. Khi con giòn cảm thấy an toàn và sạch sẽ thì mới phát triển và sinh sản tốt được. Hiện nay tôi thấy giá sắt thép ngày càng tăng, làm chuồng kiểu như này bà con sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và để con giòn phát triển được tốt nhất. Để biết thêm về cách chăm sóc ghép đôi sinh sản, bà con hãy liên hệ cho tôi với số điện thoại 0865 746 689. Tôi sẽ giải đáp bà con.